Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biden sẽ đối xử ra sao với châu Á và Việt Nam. Một nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump đã mang đến rất nhiều sự thay đổi cho quan hệ của Mỹ với thế giới. Câu hỏi đặt ra là trong 4 năm tới, dưới sự lãnh đạo của ông Biden, chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ thay đổi như thế nào, đặc biệt là chính sách với châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có rất nhiều ý kiến phân tích khác nhau về vấn đề này. Và trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden đã nói Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về những tập quán thương mại và môi trường không công bằng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gặp gỡ ông Biden tại Istana vào năm 2013 khi ông Biden còn là Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng thay vì đơn phương đánh thế Hoàng Trung Quốc, ông đề xuất có một liên minh quốc tế với các nền dân chủ khác mà Trung Quốc không thể dám lờ đi. Nhà quan sát Sebastian bình luận trên tờ The Diplomat vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 rằng về chính sách châu Á, Biden sẽ chủ trương một phiên bản cập nhật cứng rắn hơn của chính sách xoay trục hay tái cân bằng thời Tổng thống Obama. Đường hướng và việc thực thi ít ra cũng sẽ coi trọng các lợi ích trong khu vực hơn. Cố vấn cấp cao của ông Biden, Antonio Blinken cũng hứa rằng Tổng thống Biden sẽ thể hiện và can dự cùng ASEAN trong các vấn đề quan trọng. Ngoại giao nhiều hơn khi không nhất thiết hứa hẹn hiệu quả hơn, nhưng nó sẽ đảm bảo rằng chính sách của Hoa Kỳ được xây dựng chặt chẽ hơn và được truyền tải một cách đáng tin cậy tới các quốc gia ở Đông Nam Á, và trong đó có cả Việt Nam. Phóng viên thường trú của đài BBC tại Trung Quốc John nhận định chiến thắng của ông Biden đặt ra một thách thức mới cho Trung Quốc hiện nay. Đây là hình ảnh ông Biden trong cương vị Phó Tổng thống khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013. Phóng viên từ Trung Quốc viết rằng, bạn có thể cho rằng Bắc Kinh sẽ mừng khi không còn thấy Donald Trump trong vai trò là người trừng phạt Trung Quốc hàng đầu, gây chiến tranh thương mại, áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng và lên án Trung Quốc đã gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng các lãnh đạo Trung Quốc có thể đang âm thầm thất vọng vào lúc này. Không phải bởi vì họ yêu mến ông Trump, mà vì viễn cảnh ông Trump trong Nhà Trắng thêm 4 năm nữa hứa hẹn một phần thưởng lớn hơn, đó là chia rẽ trong nước, bị cô lập ở nước ngoài. Ông Trump đối với Bắc Kinh dường như là hiện hình của một quyền lực Mỹ bị suy giảm mà Trung Quốc hy vọng và mong đợi từ lâu nay. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tìm được lợi thế trong việc ông Biden cũng sẵn sàng tìm kiếm hợp tác trong những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu. Nhưng ông cũng hứa hẹn sẽ làm việc để sửa chữa mối quan hệ với các đồng minh của Mỹ. Điều đó có thể chứng tỏ hữu hiệu hơn nhiều trong việc kiềm chế tham vọng, quyền lực của Trung Quốc so với một cách làm một mình một kiểu như ông Trump đã làm. Phóng viên Tanaka trên trang Kyodo News cũng chia sẻ một phần quan điểm khi bình luận vào hôm 7 tháng 11 rằng nhiều người tin rằng ông Biden sẽ duy trì sự cứng rắn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc do sự ủng hộ rộng rãi đối với cách tiếp cận này của ông Trump trên toàn thể các hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự chú trọng của ông Biden về chủ nghĩa đa phương và các vấn đề như biến đổi khí hậu có thể bị Trung Quốc, một quốc gia thải ra carbon dioxide lớn nhất thế giới, tận dụng. Bắc Kinh sẽ có những chiến lược thương lượng mới để thúc đẩy việc dỡ bỏ thuế quan của Hoa Kỳ được áp đặt dưới thời chính quyền Trump, nhằm tìm kiếm sự tiến triển về các cáo buộc sở hữu trí tuệ và các vấn đề đánh cắp công nghệ. Và việc Biden cam kết khôi phục vai trò của Hoa Kỳ với tư cách là nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới cũng có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á không nhất thiết phải có hồ sơ tốt về các vấn đề nhân quyền tại thời điểm mà sự hợp tác với các quốc gia này là quan trọng trong việc chống lại Trung Quốc, và trong đó có Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Biden khi còn là Phó Tổng thống Mỹ đã bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bữa tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC vào ngày 7 tháng 7 năm 2015. Học giả Denmark của Trung tâm Học giả Quốc tế Wilson nhận định như sau: nếu chúng ta loại bỏ một quốc gia vì hồ sơ nhân quyền tồi tệ là Việt Nam hay Myanmar hay bất cứ nước nào, thì nhiều khả năng họ sẽ ngả về Trung Quốc, đến với người Nga, những vấn đề về nhân quyền tồi tệ vẫn cứ tiếp diễn và khả năng ảnh hưởng của chúng ta với họ bị suy giảm đáng kể. Còn học giả David Hood của ASEAN Times vào hôm 23 tháng 10 thì chỉ dự đoán là chính sách mới của Mỹ đối với châu Á dưới sự lãnh đạo của ông Biden chắc chắn sẽ thay đổi
nhưng không gọi tên cụ thể được những thay đổi đó là gì. Ông viết, những người xem các chính sách của Trump đối với Đông Nam Á là sai hướng và thiếu sót, có thể đưa ra cả một danh sách dài các rủi ro từ việc ông rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP trong ngày đầu tiên nắm quyền, đến quyết định của ông vào năm 2019 là không cử một quan chức cấp cao tham gia hội nghị cấp cao ASEAN trong năm đó tại Bangkok. Mặt khác, Trump đã khôi phục các mối quan hệ bị tổn hại trước đây với đồng minh Hiệp ước Thái Lan và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, ngăn cả hai quốc gia này xích lại gần Trung Quốc hơn. Và liệu chính quyền của ông Biden có thực hiện chính sách khu vực theo cách này hay không cũng chưa rõ ràng. Đó là một vấn đề chỉ là phỏng đoán, nhưng các nhà phân tích và quan sát tin rằng chiến thắng của Biden sẽ báo hiệu sự thay đổi đang đến gần. Một sự thay đổi vừa giống vừa khác so với khi ông làm phó tổng thống dưới thời Barack Obama. Về chính sách của Mỹ với Ấn Độ, phóng viên thường trú của BBC Rani tường thuật từ New Delhi cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ chắc chắn có những thời khác. Đây là hình ảnh Thulasa, làng quê ở Ấn Độ của mẹ tân phó tổng thống đắc cử Harris vui mừng trước tin bà giành chiến thắng. Phóng viên của đài BBC cũng nhận định gốc gác xuất thân của bà Kamala Harris sẽ khiến Ấn Độ tự hào, nhưng ông Modi có lẽ sẽ tiếp đón ông Biden lạnh nhạt hơn nhiều so với người tiềm nhiệm. Ấn Độ từ lâu nay là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và điều này nhìn chung sẽ không thay đổi dưới thời ông Biden. Quốc gia đông dân nhất Nam Á này sẽ tiếp tục là một đồng minh then chốt trong chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Nói là như vậy, nhưng sự kết nối cá nhân giữa ông Biden và Thủ tướng Ấn Độ Modi có lẽ sẽ có những điểm tế nhị cần phải vượt qua. Ông Trump đã tránh việc chỉ trích các chính sách đối nội gây tranh cãi của ông Modi, điều mà nhiều người nói là sự phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo ở Ấn Độ. Ông Biden cho tới nay nói thẳng thừng hơn rất nhiều. Trang web của ông kêu gọi khôi phục lại quyền của mọi người tại Kashmir, chỉ trích luật đăng ký công dân và luật sửa đổi quốc tịch. Hai luật này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối rộng khắp. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, người mang một nửa dòng máu của Ấn Độ, cũng đã lớn tiếng nói về một số chính sách mang tính chất chủ nghĩa dân tộc của Ấn Độ. Nhưng gốc rễ Ấn Độ của bà sẽ tạo tâm trạng hồ hởi bởi hầu hết các nơi trên cả nước, việc con gái của một phụ nữ Ấn Độ, người sinh ra và lớn lên tại thành phố Chennai, sắp trở thành người đứng thứ hai tại Nhà Trắng là thời điểm làm dâng cao niềm tin tự hào quốc gia của người dân Ấn Độ. Còn tại bán đảo Triều Tiên, phóng viên thường trú của đài BBC Laura từ Seoul viết Bắc Hàn từng gọi ông Biden là chó điên. Nhưng nay, ông Kim Jong-un sẽ có những tính toán thận trọng trước khi tìm cách khiêu khích tân Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại bàn môn điếm hôm 30 tháng 6 năm 2019. Nhiều khả năng Chủ tịch Kim sẽ thích ông Donald Trump cầm quyền thêm 4 năm nữa. Cuộc họp không tiền khoáng hậu giữa hai nhà lãnh đạo và những diễn tiến sau đó đã tạo nên những hình ảnh cực kỳ ấn tượng trong sử sách. Tuy nhiên, về mặt nội dung, hai bên hầu như không đạt được gì, cũng không có gì được ký kết sau đó. Chẳng có bên nào đạt được điều họ mong muốn từ các cuộc đàm phán này. Bắc Hàn thì vẫn tiếp tục xây dựng kho vũ khí hạt nhân, và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp các lệnh trừng phạt nghiêm khắc lên đất nước này. Ngược lại, ông Biden đã đòi Bắc Hàn phải chứng tỏ rằng họ sẵn lòng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình trước khi ông có bất kỳ cuộc họp nào với ông Kim Jong-un. Nhiều nhà phân tích tin rằng trừ phi nhóm của ông Biden chủ động đưa ra sáng kiến thương thảo trong thời gian rất sớm, những ngày lửa giận sẽ quay trở lại với Bình Nhưỡng. Ông Kim có lẽ sẽ muốn thu hút sự chú ý của Washington với việc quay trở lại thực hiện các vụ thử hạt nhân tầm xa, nhưng ông sẽ không muốn làm gia tăng căng thẳng tới mức quốc gia vốn đã rất đói nghèo này sẽ bị thêm các lệnh trừng phạt nữa. Còn Nam Hàn cũng đã cảnh báo Bắc Hàn chớ đi theo con đường khiêu khích. Seoul có lẽ lúc này là lúc gặp khó khăn với ông Trump, nhưng Tổng thống Moon rất muốn kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 70 năm trên bán đảo Triều Tiên, và ông đã ca ngợi ông Trump về việc can đảm gặp gỡ với ông Kim. Miền Nam sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông Biden có sẵn sàng thực hiện điều tương tự hay không. Trên tất cả, Robert Manning, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Brent thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định Biden đối mặt với quá nhiều vấn đề cần chú ý ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ
đại dịch viêm phổi Vũ Hán tới suy thoái. Vì vậy, chính quyền mới sẽ có rất nhiều vấn đề khiến họ bận tâm. Và Biden có kinh nghiệm lâu năm trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và từng là Phó Tổng thống phụ trách chính sách đối ngoại. Những bản thành tích của ông có hai mảng lẫn lộn, tốt có, dở có. Những gì châu Á có thể mong đợi từ chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ phụ thuộc vào các bài học kinh nghiệm được rút ra từ tình hình chính trị trong nước ở Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 10 tháng 11 năm 2020 với bản tin Biden sẽ đối xử ra sao với châu Á và Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.